Đây là con bò mà gia đình ông Hà Văn Múng tại xã Trung Xuân, huyện Quan Sơn nhận được từ dự án Ngân hàng Bò năm 2010. Sau 3 năm chăm sóc và nuôi dưỡng, con bò giống đã sinh được một con bê đực. Ông Múng quyết định làm thủ tục với ban quản lý dự án và nộp thêm 2,3 triệu đồng để giữ con bê lại nuôi. Từ khi nhận về đến nay, con bò đã đẻ đến lứa thứ hai. Gia đình đã xin mua lại để chăm sóc. Đôi bò đang phát triển tốt. Khi đàn bò ốm đau, tôi cũng báo cáo với xã và thú y. Cho đến giờ, kinh tế gia đình cũng đang dần ổn định. Ông Múng là một trong hơn 100 hộ dân trên địa bàn huyện Quan Sơn nhận được hỗ trợ từ dự án Ngân hàng Bò. Với tổng kinh phí 700 triệu đồng, dự án triển khai tại hai xã là Trung Xuân và Trung Hạ. Sau khi thành lập, ban quản lý dự án cấp huyện và ở hai xã được thụ hưởng đã tìm mua bò giống với tiêu chí đảm bảo chất lượng, phù hợp với điều kiện tự nhiên và chăm sóc của người dân địa phương. Sau đó bấm tai, đeo biển, đo trọng lượng và trao cho các hộ nghèo. Ở Trung Xuân là được sau khi nhận được gần 3 năm nay thì cũng đã phát triển và sinh sản được. Và trong đó là đã chuyển giao được 9 con cái mà còn được là được 16 con. Theo cam kết giữa ban quản lý dự án của huyện, xã và các gia đình được hỗ trợ bò giống, thì sau khi nuôi, nếu bò đẻ lứa đầu là bê cái, thì hộ hưởng lợi tiếp tục chăm sóc con bê thêm 6 tháng, sau đó sẽ chuyển giao bê con cho hộ nghèo khác nuôi. Sau khi trao lứa bê đầu tiên, hộ hưởng lợi được hoàn toàn sở hữu bò giống. Trong trường hợp bò giống đẻ lứa đầu tiên là bê đực, Hội Chữ Thập Đỏ huyện sẽ chịu trách nhiệm thanh lý con bê đó. Số tiền thanh lý bê đực được dùng để mua bê cái và trao cho hộ nghèo khác trong địa phương nuôi. Số mà tiền thanh lý và giống bò đực còn lại chúng tôi thu được thì sau này chúng tôi cũng sẽ xin ý kiến với huyện, cũng sẽ xét cho, cũng nó cổ tuy nó không được nhiều nhưng cũng xét cho được vài đối tượng khó khăn để cũng tạo cho bà con đời sống có thể được ổn định hơn. Với sự phát triển ngày càng nhiều về số lượng, trong thời gian tới, những con bò dự án này sẽ là động lực giúp bà con yên tâm sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo.